cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến sáng 9 tháng 9 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 273.213 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 461 trường hợp nhập cảnh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 40.762 bệnh nhân, trong đó có 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng. Trong ngày 8 tháng 9, thành phố có 3.616 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 137.208 bệnh nhân. Cũng trong ngày 8 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh thêm 268 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Về tình hình tiêm chủng tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên từ nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Chiến dịch với mục đích tiêm phủ toàn bộ mũi 1 cho toàn bộ người trên 18 tuổi sinh sống tại thành phố và người mũi 2 đã đủ thời gian. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 7 tháng 9 năm 2021 là 6.884.159 mũi, tăng 158.967 mũi vaccine so với ngày 6 tháng 9 năm 2021. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.175.513, mũi 2 là 708.646. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 751.471. Về công tác xét nghiệm COVID-19, HCDC cho biết từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, thành phố đã thực hiện 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho các hộ dân tại các vùng nguy cơ. Quận, huyện đã đánh giá, phân loại vùng nguy cơ và đã thực hiện xét nghiệm đợt 3 từ ngày 7 tháng 9. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh, đợt 1 tổng số mẫu đã lấy là 2.063.917, tỷ lệ dương tính là 3,6%. Đợt 2, tổng số mẫu đã lấy là 1.759.269, tỷ lệ dương tính là 2,7%. Kết quả xét nghiệm real-time PCR từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 8 tháng 9 đã lấy 1.780.626 mẫu, trong đó có 1.083.844 mẫu đơn, 696.782 mẫu gộp với 6.440.823 người được lấy mẫu. Về tình hình chăm sóc, theo dõi điều trị F0 tại nhà, tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2021, số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là 112.205 người, trong đó có 80.858 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 31.347 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là 22.922 người. Về tình hình cách ly kiểm dịch y tế, số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 2.628 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 20.947 người. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.